Thân chào các chị em làm việc trong ngành nail và thẩm mỹ. Hôm nay chúng tôi thực hiện một cái chương trình rất là đặc biệt, tại vì mùa hè sắp đến rồi, và khi mùa hè đến là các tiệm nail rất là bận rộn, và các anh chị em có thể sẽ gặp phải những vấn đề mà kiểm tra của các nhân viên của Step World của California. Thì kính thưa các bạn, hôm nay chúng tôi thực hiện một cái chương trình này là update những cái thông tin liên quan đến luật tại California. Thì nếu các anh chị em ở những tiểu bang khác mà không có biết được những cái luật của California thì và không được update những cái thông tin về cái luật của tiểu bang các anh chị em, thì các anh chị em có thể vào cái trang website của tại tiểu bang của mình. Ví dụ tại Florida thì mình vào trang website của Florida. Ví dụ là mình ở New York thì mình vào trang website của tiểu bang New York để biết những cái luật lệ thông tin mới nhất trong cái ngành nail, đặc biệt vào mùa hè này. Thì tại tiểu bang California nó hơi đặc biệt là có những cái thông tin được upload trên website của chính phủ bằng tiếng Việt. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện một cái chương trình khá đặc biệt này, để tránh hạn chế những vấn đề mà vi phạm cũng như là những vấn đề bị phạt vạ trong những cái tiệm nail. Và đặc biệt những cái thông tin này rất cần thiết cho những các anh chị em hoặc là mới vào ngành nail, hoặc là còn đang sinh viên, xin lỗi, hoặc là mình đang học trong trường nail mà mình sắp ra trường, thì mình rất còn bỡ ngỡ trong nghề nghiệp cũng như là bỡ ngỡ trong những vấn đề mà bị inspection, có nghĩa là bị điều tra, kiểm tra bởi nhân viên của chính phủ làm việc cho những cái cơ quan công lực tại California này. Thì trước khi mà update về thông tin về luật pháp, những quy định trong ngành nail, thì tôi xin phép được giới thiệu sơ và hai cái thông tin mà tôi nghĩ cũng cần thiết cho cái tiệm nail. Thứ nhất là vấn đề Facebook, thì tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội được nói chuyện sâu về vấn đề làm marketing cho trên Facebook, đặc biệt những cái tiệm nail. Thì trên Facebook này tôi cũng muốn giới thiệu cho các quý vị, các anh chị em, đó cũng là một cái công cụ hiện nay thì hoàn toàn miễn phí, và Facebook là rất là công cụ rất hiệu quả để làm marketing, giới thiệu những cái tiệm nail cũng như giới thiệu những cái mẫu móng đẹp. Tuy nhiên những bạn nào mà mình chưa tìm hiểu Facebook hay là mình chưa có thời gian nhiều để tham gia có những cái chia sẻ những cái mẫu vẽ nail đẹp hay những thông tin hay trên Facebook á, thì các bạn có thể tham gia những cái cộng đồng nail Việt tại Hoa Kỳ. Và đây là một số thông tin tiêu biểu mà những cộng đồng nail Việt mà cái lượng member có thể lên tới 20-30 ngàn member, hoặc là hơn 100-200 ngàn member. Đặc biệt là cái Facebook mà All About Nghề Nail, bán tiệm nail, cần thợ nail, thuế và license, đó là cái trang Facebook hiện nay rất là hot và có nhiều member. Thì đây là giới thiệu thông tin sơ những cái group nail mà để các bạn có thể join vào member và hoàn toàn miễn phí, và có thể là public, open, có là close group. Tuy nhiên những cái khi mà mình vào thì mình rất là bổ ích cho cái nghề nghiệp của mình. Sau đây là những cái trang mà tiêu biểu, những cái nhóm Facebook tiêu biểu mà tôi muốn giới thiệu đến các quý vị, như là học làm nail từ căn bản đến nâng cao. Cái group này là chuyên giới thiệu về vẽ móng đẹp, hay là chuyên về tay nghề, hay là Nail World Top Nail Artist. Đăng tìm thợ nail ở Mỹ là cái group mà để cho những cái chủ tiệm nail có thể là đăng lên miễn phí để tìm tuyển thợ. Hay là We Love Nail, trao đổi kinh nghiệm nghề nail. Thì khi mình đọc cái chữ, cái tên của cái group, mình cũng biết cái nội dung là cái gì. Hay là Việt Beauty Master, hay là Việt Nail Group. Đó là những cái nhóm, thì khi các bạn tham gia vào, các bạn sẽ rất nhiều, có nhiều thông tin rất là hay. Cái đề tài tiếp theo tôi muốn nói là đề tài dẹp. Thì một số tiệm chủ tiệm nail, có thể là những người thuộc thế hệ cũ thì mình không nói, nhưng mà những bạn mới thì hầu hết là các bạn đều rất quen với cái vấn đề cái review của cái gel, đặc biệt cho cái cơ sở thương mại của mình, không phải nail và những cơ sở thương mại khác. Thì trên cái dẹp được xem như là một cái trang web thay thế, tại vì mình có thể bỏ lên những cái hình ảnh của tiệm nail của mình, thậm chí những video mình cũng có thể bỏ lên cái trang mạng dẹp này. Thì đặc biệt trong đây có hai cái vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh, là vấn đề như là negative review, thí dụ mình được một sao hay nửa sao, là nhiều người mà người ta cho bad review, bad comment thì mình không được đánh giá cao. Còn cái cơ sở thương mại của mình được positive review, có nghĩa là được 5 sao, 3 sao rưỡi, 4 sao rưỡi thì rất là tốt. Thì một cái điều tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn rất là
rành trong vấn đề sử dụng gel. Và hầu hết mọi người cũng biết là khi một khách hàng họ bước vào tiệm nail á, thì họ phải coi cái review trên gel họ mới quyết định bước vào tiệm nail đó hay không. Họ check về giá cả, họ có thể kiểm tra về cái service đó. Thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều á, là đa số những cái cơ sở thương mại của người Việt mình á, những cái chủ tiệm nail á, mình để bad comment quá nhiều, có nghĩa là negative review. Thì cái hay của những cái chủ cơ sở thương mại của người Mỹ mà tôi để ý á, là khi bị bad comment á, là người chủ lúc nào cũng trả lời. Trả lời như thế nào? Có nghĩa là liên lạc trực tiếp với số điện thoại của tôi, số máy 123 hay là địa chỉ email, và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết cho cái bức xúc của quý vị khách hàng. Thì mặc dù là mình chỉ cần trả lời như vậy thôi, thì cái nếu mà cái người review mà là đối thủ cạnh tranh hay người mà gọi là fake review á, thì họ sẽ ngại, họ không dám liên lạc với mình. Còn nếu thực sự họ là một khách hàng đang bức xúc á, thì họ khi mà họ liên lạc với mình mà mình có bộ vai một cái service tốt, thì họ lại ngược lại, họ lại cho cái positive review sau đó. Thì hy vọng trong một thời gian sau chúng tôi sẽ có thời gian nhấn mạnh về cái đề tài này. Và cái cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay là vấn đề tôi xin phép được update những cái thông tin mới liên quan đến cái luật lệ ban hành tại California này. Thì các bạn nào tại vùng Cali á, phía Bắc hay phía Nam, có thể vào cái trang web là Bob Barbering and Cosmetology của California để biết. Và đặc biệt cái trang web này á, thì là chúng ta có những cái thông tin bằng tiếng Việt Nam. Thì nếu quý vị thấy tôi chiếu trên màn hình, thấy cái mũi tên đỏ chiếu á, thì đó là những cái thông tin bằng tiếng Việt. Thì nếu mà các anh chị em nào không đọc được tiếng Anh á, thì mình có thể vào được, mình đọc tiếng Việt những cái thông tin mới nhất. Thì thông tin mới nhất á, là có những thông tin rất hay, thí dụ là 10 hành vi vi phạm thường gặp trong những cái tiệm nail khi mà đối phó phải một cái cuộc điều tra, hay là họ có giới thiệu một cái video mới về vấn đề mà làm sạch khử trùng cho những cái chân ghế làm pedicure đó, thì những cái ghế spa trong tiệm nail. Thì hôm nay tôi xin phép được giới thiệu về một cái luật mới đạo luật ra, là gọi là quy định 993, được mới ra trong cái tháng vừa qua, và tôi được sự gửi thông tin của Barber Cosmetology của California gửi đến. Thì khi quý vị nhìn cái quy luật 993, quý vị thấy là người ta quy định là những cái dụng cụ là những cái dụng cụ hay thiết bị có những cái dao giống như dao cạo hay thiết bị khác được thiết kế để cắt da chai tại các cơ sở tiệm nail, thì những cái dụng cụ này khi bị phát hiện á, thì có thể bị phạt là 500 đồng. Bị phát hiện là như thế nào? Có nghĩa là mình đang sử dụng với khách hàng, hay là vô tình có một người thợ nail mới ra nghề, hay là còn đi học chưa có rành, bỏ trong túi sách và vô tình hay để trên bàn, hay là khi họ thấy mình cầm trên tay á, là những cái dụng cụ mà sắc như dao cạo mà để cà da, thì họ vẫn có phải phạt mình. Quý vị nên nhớ, không phải người chủ sử dụng bị phạt, mà người thợ sử dụng trong tiệm nail cũng bị phạt. Đó là điều mình để ý. Thì á, là dạo này á, là nhiều tiệm nail cũng bị phạt vì sử dụng những cái sản phẩm như vậy. Và khi mà đặc biệt là các anh chị em mới ra nghề, hay là còn là học sinh đi ra mua nail supply chưa có kinh nghiệm á, thì mình phải để ý những cái vấn đề này. Thì khi mình sử dụng những cái sản phẩm mà những cái thiết bị mà dụng cụ mà lạ, mình phải tham khảo với cái người mà làm việc trong ngành nail lâu năm, hay là người chủ, trước khi được sự đồng ý mình mới xài, chứ mình xài với khách là mình bị phạt. Mà mình bị phạt, có thể người chủ cũng bị phạt luôn. Nên quý vị phải để ý giùm phần đó. Thì tiếp theo, một cái quy định tiếp theo là 993B. Cũng tương tự như vậy luôn, là họ ghi là không cơ sở hay trường học nào, quý vị thấy ha, trường học cũng không được sử dụng những dụng cụ mà giống như kim tiêm, có nghĩa là những dụng cụ nhọn, và được sử dụng để mục đích loại bỏ những khuyết tật trên da và các thủ tục tương tự khác tại cơ sở. Và quý vị chú ý, nếu mà bị phát hiện tại cơ sở, tại trường học, tại tiệm nail, mình có thể bị phạt đến 500 đồng. Đó, đây là hình ảnh những cái dụng cụ mà giống như kim tiêm hay là sắc nhọn mà mình sử dụng. Thì nếu quý vị cũng có biết là chúng tôi cũng có thực hiện những cái talk show liên quan đến ngành thẩm mỹ, ngành xăm
permanent makeup á, mà nếu quý vị kết hợp giữa cái nành sâm tại tiệm nail thì cái đó một mình cũng nên tham khảo. Thì vì thời gian ngắn có hạn nên chúng tôi không thực hiện nhiều, thì hy vọng với cái buổi trao đổi ngắn ngủi này thì giúp rất ít nhiều cho các anh chị em. Và xin chân thành cảm ơn các quý vị đã theo dõi chương trình. Xin quý vị vẫn giữ lại đàn sóng 57.6 chương trình Nail Show. Chúng tôi sẽ quay lại vào dịp khác. Xin chân thành cảm ơn.